mọi người, mình là Thái Hòa, đây là kênh YouTube của Thái Hòa. Hôm nay Hòa sẽ giới thiệu với mọi người về cách ăn vẹt của Hòa nha. Nói chung là có rất là nhiều cách để ăn khác nhau, nhưng mà đây là cách ăn của Hòa. Đầu tiên mình sẽ chọn ghẹ và luộc chín lên. Thứ hai mình sẽ làm một dĩa nước chấm thật là ngon. Nước chấm của Hòa thì gồm với ớt, đường và xíu chanh. Chúng ta sẽ quậy lên. Và bây giờ là Hòa sẽ chọn một con ghẹ nha. Đây là một con ghẹ Hòa đã chọn. Dĩa ghẹ này để quàng bên cho nó chấm nha. Và đây một cái tô không. Các bạn biết để làm gì không? Để chúng ta rửa kẹo nha. Đây, có sẵn một cái tô đây rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ tách ghẹ. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn muốn ăn càng trước thì mình có thể để cái càng ra trước nha. Các bạn ăn càng thì chúng ta ăn cái càng ra. Cái đầu chúng ta tách ghẹ nha. Đây là không tách ghẹ. Thì ghẹ, con ghẹ này Hòa đã tách được tất cả các phần này ra rồi. Thì có nghĩa là cái phần này là mình ăn không được nha. Mình bỏ đi. Để cái đầu đi nè. Đây là cái phần này là phần bỏ đi không ăn được nha mọi người. Mình cứ gọi nó là cái phần này. Giống như cái miệng á, cái miệng của con ghẹ. Đây, đã bỏ hết. Phần màu vàng này có nghĩa là gạch nha mọi người, là ăn được. Con ghẹ này là con ghẹ đực, nó có một cái yếm nhỏ, là con ghẹ đực này nó có cái đường này nhỏ, còn con ghẹ cái thì nó sẽ có cái to hơn. Xem thì toàn là ghẹ đực thôi, không có ghẹ cái nhưng mà không biết thì mọi người. Con ghẹ cái thì cái phần yếm này nó sẽ tròn, còn cái này thì nó sẽ có cái tam giác, là có nghĩa là con ghẹ đực. Ghẹ đực thì thường nó sẽ ít gạch hơn mà thịt nó rất là chắc nha. Sau khi mình lấy cái phần này ra thì mình sẽ để úp con ghẹ lại đây, mình nhìn nha. Mình đã úp ngược nó lại như vậy nè, thì nó không có bị nhớ. Ở đây để ý nha, những cái que này được ăn được nhé. Cho đây là những cái que này, cái que cuối cùng sẽ là cái đùi ghẹ. Chúng ta bắt đầu bẻ bớt nha. Mọi người bẻ là có thể mình ăn luôn nha. Tại bạn Hòa là Hòa làm cho mọi người xem thôi, là bạn Hòa chưa ăn. Đây là cái những phần thịt này mình có thể gỡ ra theo từng cái sớ của nó. Bạn Hòa sẽ lấy cái đùi con ghẹ ra cho mọi người xem. Đây là cái phần đùi của con ghẹ đây. Người thấy hấp dẫn chưa? Cái này là tuyệt xíu nè, ngon lắm luôn. Bên này mình cũng làm tương tự nha mọi người. Và cái phần này thì mình sẽ bẻ cái này ra để lấy ra, nhưng mà nãy Hòa đã lấy ra được rồi. Các bạn với nó ở giữa này nhấn xuống một cái mình sẽ lau ra được cái như vậy này. Còn phần cái này này, đúng không? Chúng ta có thể dùng kéo cũng được, hoặc dùng răng cũng được. Hòa răng tốt đó mọi người, dùng răng cắn. Chúng ta bẻ cái phần đuôi này đi. Cái nữa. Ở đây nó sẽ là một đoạn đúng không? Mình sẽ dùng cái que này, mình chọt ngược lên. Đây miếng thịt nó đã lên này nè. Mình thấy không? Chúng ta có thể ăn. Rất là ngon luôn á. Đây là cái que. Còn về phần cái càng cũng vậy luôn. Mình có thể cắn ở đây. Đúng không? Mà khuyên mọi người là mọi người nên dùng kéo hoặc là dùng cái càng bớt nha, cho nó dễ. Mà đã lôi ra được miếng thịt luôn. Là cực ngon luôn nè. Thật sự là rất ngon quá các bạn. Vậy là các bạn đã hiểu được cách ăn ghẹ chưa? Hãy mua một con ghẹ về nhà mà mình làm thử đi nhé. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh, like, share, comment cho mình nhé. Tạm biệt các bạn.